Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Báo hàng nói Washington vay Seoul 500.000 đạn pháo để chuyển cho Ukraine Không một năm giới nào được ra khỏi biên giới, người Nga hốt hoảng trước thông báo điều động mới Bốn viễn cảnh xấu nhất về chiến sự Nga-Ukraine trong tài liệu mật của Mỹ Ukraine bất ngờ có loại vũ khí dùng để tấn công hạm đội biển đen của Nga. Ukraine có thể giải phóng Crimea khỏi tay Nga trước mùa thu. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên ý mến chào quý khán tính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc được cho là đạt thỏa thuận cho Mỹ vay 500.000 viên đạn pháo, giúp đồng minh bù đắp cho kho dự trữ sau khi Washington đã chuyển nhiều vũ khí cho Kiev. Tờ Trung Á Yubo vào ngày hôm nay dẫn các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nói, nước này quyết định cho vay thay vì bán 500.000 đạn pháo 155mm cho Mỹ để giảm thiểu khả năng đạn pháo được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ đã mua 100.000 đạn pháo từ Hàn Quốc và đề nghị mua số lượng tương tự vào hồi tháng 2 Hai bên được cho là đạt thỏa thuận cho vay vào hồi tháng 3. Theo nguồn tin, chúng tôi quyết định tăng đáng kể số lượng, nhưng chọn phương án cho vay. Sau khi cân nhắc cách phản hồi đề nghị của đồng minh mà vẫn giữ nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, số đạn pháo nêu trên chủ yếu được Mỹ sử dụng để bù kho dự trữ đạn dược nước này. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Shin không xác nhận thông tin, nhưng tái khẳng định Seoul vẫn giữ lập trường không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Theo John Hub, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh một tài liệu trong lô tài liệu quân sự mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây có nội dung. Washington gây áp lực Seoul, buộc Hàn Quốc viện trợ Ukraine. Một tài liệu khác không ghi ngày tháng cho thấy Hàn Quốc đã đồng ý bán đạn pháo để giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ, nhưng nhấn mạnh của đội Mỹ phải là bên sử dụng chúng cuối cùng. Hàn Quốc ngày 10 tháng 4 cho biết sẽ thảo luận với Mỹ về vụ rò rỉ tài liệu mật. Hàn Quốc và Mỹ trước đó đều xác nhận đang thương lượng một thỏa thuận cung cấp đạn pháo nhưng chưa có thông tin chính thức. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai nước đồng minh đang đánh giá các cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng từ chối bình luận cụ thể. Không một nam giới nào được ra khỏi biên giới, người Nga khuất khoảng trước thông báo điều động mới. Nhà quan sát quân sự, cựu phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine, Vladislav Shelenyov đã nói rằng việc siết chặt các hoạt động di chuyển đang được thúc đẩy ở Nga và sẽ sớm có thể không còn cơ hội rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga. Đồng thời, việc quy động sẽ bắt đầu lan rộng đến các thành phố lớn của đất nước xâm lược. Khi phát sóng kênh truyền hình Freedom, chuyên gia lưu ý rằng Nga cần một số lượng lớn lính nghĩa vụ mới. Lần này, khác với đợt huy động một phần đầu tiên, người dân sẽ được kêu gọi không chỉ ở các tỉnh lẻ, nếu chúng ta xem xét xu hướng bắt buộc vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong khuôn khổ phần đầu tiên của việc huy động một phần, thì trước hết người ta nhấn mạnh vào các khu vực chán nản của Liên bang Nga. Từ các thành phố chẳng hạn như Novosibirsk, San Selenia. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố đã bắt đầu cái gọi là huy động một phần, như một phần trong đó họ dự định tuyển dụng 300.000 lính nghĩa vụ để tham gia vào cuộc xâm lược ở Ukraine. Khoảng một tháng sau, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo các biện pháp đã được hoàn thành. Trên thực tế, việc huy động ở Nga không thực sự dừng lại. Vào thứ Ba ngày 11 tháng 4, Đô Ma Quốc gia Liên bang Nga đã thông qua một số sửa đổi. Bây giờ người Nga sẽ gần như không có cơ hội để tránh quân dịch. Vâng, quốc gia xâm lược đã giới thiệu lệnh triệu tập điện tử, người Nga sẽ không bị trục xuất khỏi đất nước vì phất lờ cả lệnh triệu tập loại này và giấy triệu tập. Những người trốn tránh cũng bị đe dọa với một số hình phạt. Bốn viễn cảnh xấu nhất về chiến sự Nga-Ukraine trong tài liệu mật của Mỹ Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ sẽ ra bốn kịch bản xấu nhất về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và cách chúng tác động đến chiến sự. Trong số các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ trên mạng, một tài liệu tình báo mật do The New York Times thu thập được cho thấy Mỹ đã tiên liệu và lên kế hoạch dự phòng cho những tình huống bất ngờ về cuộc chiến Nga-Ukraine. Cơ quan tình báo quốc phòng DIA và ra 4 viễn cảnh xấu nhất và cách mà những sự kiện này ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine. Theo đó, các tình huống giả định này gồm viễn cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky qua đời, việc loại bỏ lãnh đạo trong lực lượng vũ trang Nga cũng như một cuộc tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin. Các tài liệu này cho rằng cuộc chiến có thể sẽ kéo dài, đồng thời phân tích mỗi phiển cảnh bất ngờ đó có khả năng dẫn đến sự leo thang ở Ukraine hay không, hay sẽ mang lại một kết thúc cuộc chiến bằng đàm phán hoặc không có tác động đáng kể đến quỹ đạo của cuộc chiến. Một trong bốn kịch bản giả định là những gì có thể xảy ra nếu Ukraine tấn công vào Điện Kremlin. Tình huống thứ nhất, sự kiện này có thể dẫn đến căng thẳng lao thang với việc công chúng Nga phẫn nộ và ông Putin sẽ đáp lại thái độ của công chúng bằng cách phát động một cuộc tổng động viên quân sự quy mô lớn và cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tình huống thứ hai là công chúng cảm thấy sợ hãi và điều này có thể khiến ông Putin thương lượng để giải quyết chiến tranh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặc biệt lo lắng về một cuộc tấn công có thể của Ukraine vào Moscow. Vì một cuộc tấn công như vậy có thể khiến Nga leo thang căng thẳng. Sự nguy hiểm của cuộc tấn công tiềm tàng đó là một lý do khiến Mỹ miễn cưỡng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Các cơ quan tình báo thường đưa ra những đánh giá về tiêu có khả năng xảy ra nhất của một sự kiện nhất định, nhưng tài liệu về các kịch bản dự phòng này thì không. Tài liệu chỉ đơn thuần mô tả các tình huống có thể xảy ra mà không đánh giá khả năng nào có thể xảy ra nhất. Các quan chức Mỹ từ chối cho biết liệu tài liệu này có phải là thật hay không, nhưng cũng không tranh cãi về tính xác thực của nó. Tài liệu này tương tự như những tài liệu khác do bàn tham mưu chung của ngũ chắc đài đưa ra mà nhiều quan chức Mỹ đã thừa nhận là có thật. Những tài liệu này được đánh dấu là readonly, tức là quyết định tiết lộ thông tin chẳng hạn như cho các đối tác nước ngoài, thuộc về một số quan chức cấp cao nhất định. Các tài liệu được đề vào ngày 24 tháng 2 và được dán nhãn một năm, cho thấy phía Mỹ đã phân tích tình hình một năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Tài liệu vạch ra những kịch bản tương lai là một sản phẩm điển hình do các cơ quan tình báo tạo ra. Nó được đưa ra nhằm giúp các sĩ quan quân đội, nhà hoạch định chính sách hoặc nhà lập pháp tính đến những kết quả có thể xảy ra khi chọn đi nước cờ nào. Ukraine bất ngờ có loại vũ khí dùng để tấn công hạm đội Biển Đen Nga Lực lượng vũ trang Ukraine có phương tiện và vũ khí để tấn công các tàu Nga thuộc hạm đội Biển Đen. Chuyên gia quân sự Andriy Kramarov đã đưa ra giả định như vậy. Bình luận về tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Renikov rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chờ đợi thời điểm thuận tiện, thích hợp để tấn công hạm đội Nga đang chờ trực ở Biển Đen. Ông Kramarov lưu ý, trong bối cảnh những gì chúng tôi có thể tấn công. Một tuyên bố thú vị, có lẽ chúng tôi đã cải thiện được hệ thống tên lửa Neptune của mình về phạm vi tấn công, hoặc có thể đó là đội quân máy bay không người lái và xuồng không người lái hải quân đã được công bố trước đây. Nếu bạn nhìn vào khung thời gian thì chúng đã được đưa vào sử dụng. Đồng thời, ông không loại trừ khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Kresnikov đã tuyên bố điều này nhằm gây áp lực tâm lý lên người Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Dornikov đã tuyên bố trong một cuộc họp vào ngày 14 tháng 4. Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào hạm đội Nga ở Biển Đen, tương tự như vụ đánh chìm tàu tuần dương Moscow. Chúng tôi có thể cung cấp cho người Nga một bất ngờ khác trên biển, một pháo bông, ý chỉ các vụ nổ khác liên quan đến tàu của họ. Theo ông, lực lượng vũ trang đang chờ đợi thời điểm thích hợp để lặp lại lịch sử này. Ukraine có thể giải phóng Crimea khỏi tay Nga trước mùa thu Lực lượng vũ trang Ukraine có thể giải phóng Crimea khỏi quân chiếm đóng vào mùa thu năm nay nếu họ có đủ lực lượng và phương tiện cần thiết. Chuyên gia quân sự Roman S. Viten, hiện đang là đại tá của lực lượng dự bị Ukraine, cho biết trên sóng truyền hình Espresso rằng bán đảo có thể trở thành một cái bẫy đối với người Nga. Chuyên gia giải thích bản thân Crimea từ quan điểm quân sự là một khu vực khó xảy ra chiến sự. Tuy nhiên, xét về triển vọng phản công của chúng tôi, cây cầu Crimea nơi người Nga đang vận chuyển thiết bị có thể bị phá hủy rất nhanh. Bằng đường không và đường biển, người Nga sẽ không thể cung cấp đủ số lượng thiết bị và đạn dược để bảo vệ Crimea. Do đó, eo đất Berekup có thể vẫn là con đường đáng tin cậy duy nhất cho họ. Ông nói thêm rằng những người chiếm đóng sẽ rất khó giữ được Crimea. Theo ông Svitan, không một đội quân nào trong lịch sử của bán đảo này có thể giữ được nó nếu Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự, rất có thể Crimea sẽ được giải phóng trước khi sụp đổ. Chúng tôi cũng sẽ cần vũ khí tầm xa để có thể phá hủy cầu Crimea và tất cả các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Crimea. Sau đó, lực lượng vũ trang Ukraine có thể tiến vào Crimea và giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng. Người Nga ở Crimea đang bị mắc kẹt vì không có quân đội nào ở Crimea có thể giữ được bán đảo này trong suốt lịch sử và họ sẽ không có nơi nào để trút quân chuyên gia kết luận. Đặc phái viên của Tổng thống tại Crimea, Tamila Tashefa, trước đó tuyên bố rằng bán đảo này sẽ được giải phóng khỏi Nga bằng biện pháp quân sự. Đồng thời, Thiếu tướng Cơ quan An ninh Ukraine, cựu phó giám đốc SBU Viktor Yagin đã cảnh báo về mối nguy hiểm. Theo ý kiến của ông, Liên bang Nga có thể tuyên bố với thế giới rằng nếu quân đội Ukraine tiến vào Crimea tạm thời bị chiếm đóng, vũ khí hạt nhân ở đó sẽ được kết nổ hoặc loại bỏ. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tin chắc rằng việc giải phóng Crimea là mục tiêu không thể thiếu của Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp tiếp.